Thầy nói như vậy mấy con biết đã thoát, nó mới thấy rõ ràng. Cho nên từ ở trong cái sự tư duy đó thì mình biết rõ ràng là con đường đi của nhân quả. Vì vậy những cái phần đó nó sẽ trở thành cái tư trường thiện hoặc ác, mà nó tiếp tục tái sinh luân hồi trong khi mấy con còn sống, mà biết bao nhiêu loài vật, biết bao nhiêu con người khác đã sinh ra không, chứ đâu phải đợi mấy con mới sinh ra đâu. À, cho nên vì vậy mà hôm nay thầy về đây nói về nhân quả, nói về phương pháp tu, giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, bảo đảm mấy con là sẽ được giải thoát. Khi mấy con giữ được tâm thanh thản, an lạc vô sự là như thế nào mấy con thấy không? Nó có tương ưng giống với ai đâu. Nó thanh thản, an lạc vô sự, nó có tham sân si, nó có phiền não nữa không? Mà nó không phiền não, nó không tham sân si thì nó không giống ai, thì nó sẽ làm sao? Nó làm sao con làm con người ta được? Người ta đâu có sanh nó được, nó phải tương ưng, nó giống nhau mới làm con ta được. Mấy con còn tức giận thì nó tương ưng với người tức giận, tương ưng cái sự tức giận đó bằng nhau nó mới làm con người ta được. Mấy con giận hơn thì nó đi tìm cái từ trường mà giận dữ đó, nó đi tìm cái người giận dữ. Mấy con giận ít thì nó đi tìm cái người giận ít mà nó tương ưng, mà nó sanh ra là con người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mấy con còn sống mà mấy con tưởng là mấy con đã chết rồi nó mới sanh đầu, nó liên tục nó sanh đó. Cho nên mấy con thấy nếu mà người ta không kế hoạch quá gia đình thì trên cái mảnh đất đất nước Việt Nam chúng ta không có đất mà ở đâu, nó đầy hết rồi mấy con. Sau khi hòa bình rồi mấy con sẽ thấy rồi nó đầy ngập, mà nó đầy ngập rồi đấy, nó dịch theo là nó dịch người ta, nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được. Bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sanh ra mấy cái thằng ác này, mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi đó, còn hiểu chưa? Mà nó diệt thì nó phải chết hết. À, cho nên nếu mà không có kế hoạch quá gia đình thì chúng ta cũng phải bị chết, chết dịch người, chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu. Tại vì mấy con ăn thịt gà, thịt dịch thì nó phải chết gia cầm. Mấy con quán, mấy con sợ, mấy con mới phòng vệ, mấy con bảo vệ, mới giết gà giết vịt hết, không có cho làm cho cái kinh tế của đất nước mà nuôi gà vịt heo dê đó họ sẽ bị kiệt quệ. Để dám nuôi sao? Nuôi ăn vô được chết hết làm sao? Bây giờ mấy con nghe dịch gia cầm, mấy con dám mua gà ăn sao? Cho nên vì vậy người ta bán ế hết, thành ra cuối cùng cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta làm không thể, cho nên chúng ta bị. À, mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy trong cái cuộc đời mà chúng ta theo được Phật pháp, chúng ta tu, chúng ta sẽ sống bằng thiện pháp. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta làm cái dịch, theo là nó dịch người ta, nó chết cũng đáng lên trời đất chứ nó không thể nào nó sống được. Bởi vì cái nhân quả mà mình làm ác thì nó phải sanh ra mấy cái thằng ác này, mấy thằng ác này thì nó sẽ bị diệt đi. Các con hiểu chưa? Mà nó diệt thì nó phải chết hết. Chết dịch người, chứ đâu phải dịch gia cầm không đâu. Mấy con quán, mấy con sợ, mấy con mới phòng vệ, mấy con bảo vệ, làm cho cái kinh tế của đất nước họ sẽ bị kiệt quệ. Cho nên vì vậy thành ra cuối cùng cái kinh tế đó sẽ bị kiệt quệ. Các con thấy không? Tại vì cái nhân quả của chúng ta làm không thể, cho nên chúng ta bị. À, mấy con thấy chưa? Mấy con được nghe, được nhà về đạo đức nhân bản, mấy con sẽ trở thành một người đầy được thương yêu, lòng thương yêu của mình, thương yêu cả không khí, thương yêu cả nước uống, mấy con uống đi, nước uống hết không bao giờ đổ xuống đó. Thương yêu sự sống, nếu không có nước thì một tuần lễ mấy con sẽ chết. Các con biết hàng loạt trâu bò khi hạn hán không có nước chết loạt. Chúng ta nếu không có nước mà không có di chuyển xe cộ chở đến nước cho chúng ta thì chúng ta cũng bị chết. Cho nên chúng ta phải thương yêu sự sống, trong đó có nước không khí. Chúng ta nắm một nắm rác, một cái bọc chúng ta ném, chúng ta tưởng là chúng ta thương yêu sự sống, đó là chúng ta làm môi trường. Đạo Phật dạy chúng ta rất là dễ sự, nghĩa là không được ném bỏ, không được hạt nhổ bất cứ ở đâu. Khi muốn hạt nhổ thì phải móc một cái lỗ rồi mới hạt, chúng ta mới nắp lại. Không được để như vậy, khi cái nước miếng của chúng ta nó sẽ thành một cái bụi, nó khô, nó thành bụi, nó bốc lên không thể làm ô nhiễm môi trường, đem đến những bệnh tật cho người. Chư Phật không chấp nhận, đó là hiếu đạo để chuyển sinh. Hồi xưa các con đi bộ, đi xe bò hay đi ngựa, phải không? Chứ đâu có xe mà hai người đi song song là Đức Phật cấm. Đức Phật đó là không có đạo. Làm cho cái người ta có công việc mà người ta dội dàng, bị hai người đi như thế này mà trên cái đường mòn mà đi song song được thì người ta dội dàng, người ta đi không có được. Mình thiếu.
hoặc là mình muốn đi nhanh thì mình đi trước, đừng có đi song song. Cái đi song song nó tai nạn giao thông dễ lắm. Mà hồi thời Đức Phật mà còn vậy, mà đời mình tới bây giờ mà mình mới có luật lệ giao thông thì quá trễ. Các con thấy trong cái đạo Phật nó dạy mình cái đạo đức rất kỹ, nhưng không, người ta không có triển khai. Người ta biến Phật giáo nó thành một cái tôn giáo mê tín. Con đến chùa người ta dạy con cầu cúng, thắp hương, cúng bái. Cho nên trong cái vấn đề mà đạo đức cần thiết lắm. Cái xã hội chúng ta hiện giờ khoa học đi lên vật chất nhiều, lòng tham muốn người ta nhiều lắm, thành ra nó ác lắm. Vì người ta tham muốn, muốn đạt được một cái sức người ta làm được, người ta phải phước của giết người ta làm đủ điều kiện lắm. Tại vì cái vật chất nó đi lên nó nhiều quá, người ta phải tham muốn đi sao. Khoa học nó phục vụ cho đời sống mình tiện nghi đầy đủ, ăn uống nó thấy đủ thứ món ăn, nó phục vụ lòng tham người ta cao lên. Mà đạo đức không có thì nó không quân bình được với khoa học, thì nó con người sẽ rất tệ, không đáng. Đạo Phật không có nghĩa là mình đến chùa mình tu tập, mình sống để tụng kinh niệm Phật để rồi mình thành Phật, hoặc là để Phật rước mình về cõi cực lạc. Mục đích của đạo Phật là ra đời giúp chúng ta, giúp cho mọi người sống có đạo đức. Không là cái nền đạo Phật này nó không có mê tín, là bây giờ nó biến Phật giáo trở thành thần giáo mê tín. Thế còn đến chùa mấy con cúng bái lại cầu khẩn cầu siêu của ai thôi, nó làm sai lệ Phật giáo. Cho nên thầy là người tu sĩ Phật giáo, thầy thấy cái sai đó. Bây giờ mình phải chấn chỉnh là làm cái gì đúng để lợi ích, chứ làm cái đó không thấy nhận lý, không thấy cầu nó được đâu, chỉ an ủi tinh thần của mình thôi. Nhưng cuối cùng mình tốn hao rất nhiều tiền, tốn rất nhiều chứ không phải.